Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với trung tâm thẩm mỹ Bangkok, và ngày hôm nay thì tại bệnh viện đang nhận một ca khách hàng nâng ngực nano chip ha mọi người. Và size của vị khách hàng này sau khi được bác sĩ thăm khám thì bác sĩ lựa chọn size 275. Mọi người có thể thấy là trước đó thì chị khách hàng này, cái mô ngực của chị, cái bầu ngực của chị rất là nhỏ, hầu như là nhìn như một bức tường luôn. Một màn tivi màn hình phẳng mọi người. Tuy nhiên là ngay sau khi thực hiện nâng ngực á, tại Bangkok thì mọi người có thể thấy là ngực của chị đã căng và tròn đầy hơn rất là nhiều ha. Hai bầu ngực rất là đều nè. Và bên cạnh đó thì tạo cái khe đẹp hơn trước ha mọi người ha. Đó, đây mọi người có thể thấy ha. Ở góc nghiêng nè, chúng ta thấy là độ cao vừa phải và cân đối với chiều cao của chị. Thì như bác sĩ thăm khám thì chiều cao của chị thì chỉ có 1m50 thôi, nên là chị bác sẽ lựa chọn cái size nào đó nó phù hợp, size 275 để phù hợp và cân đối nhất với vóc dáng cũng như là tổng cơ thể của chị ha. Và tại trung tâm thẩm mỹ Bangkok thì hầu như tất cả các công nghệ thực hiện đều là độc quyền của Thái Lan hết, nên là chị em khách hàng nào của chúng ta chuẩn bị thực hiện nâng ngực thì hoàn toàn yên tâm ha. Và đặc biệt là tất cả các ca ngực tại trung tâm thẩm mỹ Thái Lan đều được bác sĩ thực hiện nha mọi người. Vì hiện nay thì trong cộng đồng LGBT của chúng ta thì đang có rất là nhiều bạn có nhu cầu thực hiện nâng ngực. Tuy nhiên đồng thời để trên thị trường biết được cái điều đó thì rất là nhiều spa cũng như là thẩm mỹ chui không có công khai, không có minh bạch và không có được giấy phép của Bộ Y tế, nên là rất là nhiều nơi đã thực hiện nâng ngực chui và không được thực hiện bởi bác sĩ, nên là khiến cho rất là nhiều chị em khách hàng gặp tác hại của việc nâng ngực không được bác sĩ thực hiện nè. Khi mà việc mà bóc tách đó, việc bóc tách của chúng ta không có được vô khuẩn vô trùng đầy đủ dẫn đến rất là nhiều biến chứng. Vì vậy khi mà thực hiện nâng ngực thì đầu tiên là chúng ta phải được thực hiện bởi bác sĩ nè, và được thực hiện tại bệnh viện với trang thiết bị hiện đại và tiên tiến nhất nha mọi người, để đảm bảo được là chất lượng cũng như là an toàn trong suốt quá trình chúng ta thực hiện nâng ngực. Vì nâng ngực là một đại phẫu, vì vậy chúng ta cần chú trọng cái việc là cơ sở vật chất phải đảm bảo an toàn nhất. Đó, và trung tâm thẩm mỹ Bangkok thì đang thực hiện cho chị khách tại bệnh viện nha. Bầu ngực rất là tròn và cân đầy không? Khi mà chúng ta sở hữu được cái bầu ngực như thế này thì khi mặc đồ chắc là chúng ta cũng không cần mặc áo ngực có mút nữa đâu, hoặc là mặc những cái áo mỏng thật mỏng. Thậm chí là chúng ta chỉ cần dán cái đầu ti thôi thì chúng ta đã tự tin đi chơi, gặp gỡ bạn bè và tự tin với vóc dáng của mình nữa ạ. Chị khách hàng này thì chưa có sinh con nha mọi người, chỉ còn khá là trẻ nè, chưa có sinh con, nên là cái bầu ngực của chị á, mọi người có thể thấy là nó cũng còn bầu ngực nhưng mà cũng có hơi đổ nhẹ, hơi đổ cấp độ 1 nè. Và bên cạnh đó thì do là cái bầu ngực nó quá nhỏ đó, nên là bác sĩ chọn size 275 để cân đối với ngoại hình của chị ha. Nâng ngực nano chip thì với cái form ngực của chị khách hàng này thì bác sĩ đã quyết định là đi cái đường dưới chân ngực cho chị. Và cái đường này thì như mình đã chia sẻ rất là nhiều lần, nó rất là tiện lợi, thì vì nó chỉ chiếm có 2,5 gạch một cái đường nhỏ 2,5 cm thôi. Cái đường rất là nhỏ để cho chúng ta đưa cái túi ngực vào bên trong, bóc tách và đưa túi ngực vào bên trong ha. Nên là chị em khách hàng nào của chúng ta đang có nhu cầu cũng như là đang vân vân lo lắng thì các chị có thể đến trực tiếp trung tâm thẩm mỹ Bangkok để được tư vấn chính xác về các phương pháp nâng ngực, đi đường dưới nách nè, hoặc đường dưới chân ngực, hoặc là đường vùng vú của mình ha, phù hợp nhất với nhu cầu của từng khách hàng và thể trạng của từng khách hàng. Và đặc biệt là một điều là khi mà tất cả chị em khách hàng của chúng ta đến trung tâm thẩm mỹ Bangkok để thăm khám thì chúng ta sẽ được bác sĩ lựa chọn cho mình cái form ngực phù hợp nhất với cái hình dáng ngực của mình hiện tại, để nâng lên một cách vừa phải nè. Thứ nhất là vừa phải, vừa cân đối vóc dáng, vừa sexy gợi cảm như mong muốn của mình nha. Bây giờ thì để cho chị khách hàng của mình được cho các chị điều dưỡng chăm sóc thì mình xin phép tạm dừng livestream tại đây nha. Và nếu như khách hàng nào của chúng ta đang có nhu cầu cũng như là đang muốn nâng ngực thì các chị có thể đến trực tiếp trung tâm thẩm mỹ Bangkok ở số 377 Ngô Gia Tự, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn trực tiếp nhé.
Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những lần live stream tiếp theo nhé.